chi ta sức khỏe làn da trắng không chút ưu phiền, nào xám da nám da lâu ngày sẽ được chỉ ngay. Richita sắc màu của hoa, hoa đào hoa cúc tươi mát vô cùng, làm phai đi cho da sáng thêm tươi, làm mờ đi bao vết nám lâu ngày. Cùng đến với nhau cho nhau làn da trắng, vui sống an nhàn không lo lắng bâng khuâng. Bạn hãy cùng tôi chia sẻ đi nào, làn da đẹp mấy ai mà không mê. Richita tháo dược đẹp da, khơi nguồn sức sống da sẽ vui mừng, làm đẹp da trắng da an toàn, không dùng quả chất chỉ toàn là thiên nhiên. Richita sẽ cho đời tươi sáng, mang đến cho người sắc đẹp của làn da. Richita sức khỏe làn da trắng không chút ưu phiền, nào xám da nám da lâu ngày sẽ được chỉ ngay. Richita sắc màu của hoa, hoa đào hoa cúc tươi mát vô cùng, làm phai đi cho da sáng thêm tươi, làm mờ đi bao vết nám lâu. Cùng đến với nhau cho nhau làn da trắng, vui sống an nhàn không lo lắng bâng khuâng. Bạn hãy cùng tôi chia sẻ đi nào, làn da đẹp mấy ai mà không mê. Richita tháo dược đẹp da, khơi nguồn sức sống da sẽ vui mừng, làm đẹp da trắng da an toàn, không dùng quả chất chỉ toàn là thiên nhiên. Richita sẽ cho đời tươi sáng, mang đến cho người sắc đẹp của làn da. Richita sẽ cho đời tươi sáng, mang đến cho người sắc đẹp của làn da. Richita. Đồng Hà Tâm xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý bạn bè thân hữu gần xa của Đồng Hà Tâm trên Facebook và tất cả các khách hàng của Richita Bihaku. Ngày hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, Đồng Hà Tâm lại kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ ở Việt Nam, và ở Hoa Kỳ thì có một buổi tối thật là an lành và ấm áp. Ngày hôm nay thì Đồng Hà Tâm rất là vui, và hiện tại Đồng Hà Tâm đang có mặt tại trụ sở chính của Richita Bihaku tại Atlanta, Georgia. Và ngay tại trụ sở chính ngày hôm nay thì Đồng Hành Tâm đã rất là vinh dự mời được đến đây một người bạn đại diện cho phái đẹp. Đồng Hành Tâm sẽ giới thiệu ngay đến quý vị, Amy Lê Anh là hoa hậu
đại sứ quý bà Việt Nam toàn cầu tại Mỹ, cũng là CEO của LA Group. Xin chào Emmy Lê Anh. Welcome Emmy Lê Anh đến với Richita Show với chủ đề âm nhạc và làm đẹp ngày hôm nay. Mời Emmy có vài lời với khán giả. Lời đầu tiên Lê Anh xin gửi tới lời cảm ơn đầu tiên là ca sĩ và Brand Resident của Richita Đồng Thành Tâm. Và tiếp theo cũng không quên gửi lời cảm ơn tới boss của Richita đã tạo một cái nhịp cầu cho Milan có mặt trong cái buổi trò chuyện với tất cả quý vị ngày hôm nay. Rồi, Đồng Thành Tâm lúc nào cũng welcome, đặc biệt là những người đại diện cho phái đẹp. Tại vì chương trình của chúng ta là âm nhạc và làm đẹp. Làm đẹp thì chúng ta không thể nào thiếu những bóng hồng, những người đẹp, phải không quý vị? Cho nên ngày hôm nay có mặt của Emmy Lê Anh ở đây thì chúng ta sẽ lắng nghe Emmy chia sẻ về những điều gì đó thú vị trong cuộc sống, đặc biệt liên quan đến phái đẹp quý vị. Cho nên là ngày hôm nay Đồng Thành Tâm sẽ khai thác Lê Anh mọi góc độ. Kể cả quý vị cũng vậy, có những câu hỏi gì về Emmy hoặc là về sản phẩm Richita Bihaku thì quý vị cứ nhắn tin inbox phía dưới vào trong Facebook cho Đồng Thành Tâm nhé. Và bây giờ thì Đồng Thành Tâm phải gửi lời chào đến Nguyễn Phương Thúy nè, chào Linda Lam, chào chị Thu Mimi Lê, chào Băng Nhi, nữ ca sĩ Băng Nhi là một trong những người trong đại gia đình của Richita đang về Cali. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, và ngày hôm nay thì có sự góp mặt của hoa hậu quý bà Emmy Lê Anh và một trong những người đại diện cho phái đẹp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe. Và theo Đồng Tâm được biết thì trước đây thì Emmy cũng là một ca sĩ, cho nên ngày hôm nay chắc chắn chúng ta không thể nào bỏ qua lời ca tiếng hát. Mà chắc bao lâu rồi Emmy gọi là không có hát thường xuyên nữa mà chuyển qua lĩnh vực khác, và Emmy có thể chia sẻ với mọi người chút xíu. Thưa tất cả quý vị, thì có lẽ là khoảng thời gian mà Emmy Lê Anh quyết định là dừng sự nghiệp ca hát của mình để theo đuổi một cái con đường mới, đó là mình sẽ là một cái đại sứ kết nối người Việt trên toàn thế giới. Thì đã khoảng 6 năm rồi Emmy Lê Anh không còn đứng hát dưới ánh đèn sân khấu của phòng trà nữa, mà lặn lội. Thật ra thì cũng vất vả lắm tất cả quý vị, nhưng đối với Emmy Lê Anh, khi chúng ta làm được một điều gì đó nó mang lại một cái giá trị thực, một cái niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì đó là cái điều mà Emmy Lê Anh nghĩ một điều rằng là mình sẽ không có nề hà bất cứ mọi khó khăn gian khổ nào để mang tới một cái giá trị mà nó đẹp và nó giúp ích được cho cuộc đời. Và đó là một cái con đường mà Emmy Lê Anh nghĩ rằng là mình sẽ chọn nó và sẽ đi với nó. Và giờ đây thì Đồng Thanh Tâm phải chào thêm một người, một người này rất là quan trọng với Emmy. Có thể Đồng Thanh Tâm sẽ gửi lời chào đến anh Steven Nguyễn. Emmy có thể giới thiệu về anh Steven Nguyễn cho mọi người cùng biết. Steven Nguyễn là là phu quân của Emmy Lê Anh. Người mà luôn là đứng phía sau, gian rộng vòng tay, làm một cái động lực cho Emmy Lê Anh phát triển cái con đường sự nghiệp của mình cho tới ngày hôm nay. Em cảm ơn anh. Đồng Thanh Tâm chào anh Tài Ngọc nè, chào anh Đồng Phong, chào MC chị Thu Hiền. Và Đồng Thanh Tâm chào người chị họ của Đồng Thanh Tâm là chị Diễm Phan, cũng đang xem chương trình cùng Đồng Thanh Tâm. Chào Trần Thị Ngọc Trinh, chào nữ ca sĩ Hoàng Oanh cũng đang xem chương trình này luôn nha. Đó, rồi thì ngày hôm nay thì sẽ có một điều đặc biệt là có một người đẹp đại diện cho người đẹp sẽ chia sẻ với quý vị. Thì bây giờ Emmy cho phép Đồng Thanh Tâm xin được hỏi Emmy một cái câu tế nhị như thế này. Là một người phụ nữ thì ai cũng muốn làm đẹp đúng không? Vậy thì Emmy nghĩ như thế nào khi mà phụ nữ thì đâu phải ai cũng có được cái làn da đẹp đâu. Cho nên thì nếu mà là một người phụ nữ mà có làn da không có được đẹp, không hài lòng thì mình sẽ như thế nào? Và khi mình có làn da đẹp thì mình sẽ như thế nào? Emmy có thể cho cái suy nghĩ của mình hai khía cạnh, một là không được may mắn, chưa được hài lòng lắm, và khi mình hài lòng thì mình sẽ như thế nào? Nó có tác dụng gì với công việc, cuộc sống của mình? Chia sẻ với tất cả quý vị như thế này. Phụ nữ thì lúc nào người ta cũng gọi là phái đẹp. Nhưng mà người phụ nữ thì quý vị cũng đã biết rồi, thì cái tuổi xuân qua rất là nhanh và họ đã phải trải qua rất là nhiều cái xúc tác của tuổi tác, của việc sinh con,
cũng như là về công việc thì làn da thì xuống cấp rất là nhanh. Và như ông bà người ta nói là trai 30 tuổi thì đang sưng, gái 30 tuổi thì đã toan về già. Thường thường á, phụ nữ á, 30 tuổi á, là con cái ít nhất là cũng hai đứa rồi. Thì khi mà mình trải qua cái vấn đề sinh nở thì cơ thể là thiếu hụt rất là nhiều vitamin, thiếu hụt rất là nhiều các tố chất ở trong cơ thể. Vì vậy mà cơ thể sẽ không còn mượt mà như lúc đầu nữa. Và cái vấn đề ở đây là cái làn da chưa được đẹp, ở đây không phải là làn da chưa được đẹp. Vì cái con người phụ nữ khi mà ở cái tuổi mà dậy thì làn da lúc nào cũng đẹp. Nhưng vì trải qua thời gian, cái tuổi xuân nó đã bắt đầu nó dần xuống rồi thì làn da của mình nó mất dần đi sự đàn hồi, mất dần đi vẻ tươi tắn, rồi áp lực công việc làm stress làm cho làn da của mình bị xuống cấp, chứ không phải là làn da chưa được đẹp. Và cái đó thì cái vấn đề rằng là phụ nữ mình có biết giữ gìn cái làn da đó hay không. Chia sẻ với cả quý vị rằng là ngày xưa đó, Amilan đó là da mặt rất xấu, da mặt mụn, mụn nhiều lắm, mà mụn không phải là mụn mà nhỏ nhỏ đâu. Mụn lên á, là mụn bọc không à. Ngày đó rất là lo lắng và rất là đau khổ về cái vấn đề là tìm mọi cách để mà chữa trị. Thì cũng may mắn là mình gặp thầy, mình gặp thuốc. Thì mình cũng qua được cái giai đoạn mà nổi mụn ở cái tuổi dậy thì đó. Và cái vấn đề tiếp theo sau này á, thì Amilan luôn tìm mọi cái phương cách là làm sao để mà mình giữ được cái tuổi xuân của làn da, tức là sự tươi tắn của làn da. Nhưng mà rất khó thưa quý vị. Vì sao? Vì con người mà mình không thể nào mà mình bảo rằng là mình không suy nghĩ, mình không stress. Tại vì áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực xã hội rất là nhiều. Và điều thứ hai nữa rằng là mình chưa biết cách làm đẹp có kiến thức quý vị. Tại vì bây giờ á, ai cũng nghe nói là xài cái này đẹp, xài cái kia đẹp. Nhưng mà thật ra mình xài là mình xài theo thị hiếu. Đúng rồi. Và cái điều mà Amilan muốn truyền tải cả quý vị một điều rằng, khi chúng ta làm bất cứ một việc gì, chúng ta đều phải có nghiên cứu và có kiến thức, ngay cả việc làm đẹp. Đúng làm rồi. Đẹp từ bên trong hay bên ngoài, chúng ta đều phải có kiến thức. Và chúng ta phải lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn sản phẩm an toàn. Đúng rồi. An toàn là trước hết. Và tiếp theo có phù hợp với cái làn da của mình hay không. Đúng vậy. Và điều thứ hai nữa, mình phải tin tưởng và mình phải sử dụng một cách thường xuyên. Đúng thì rồi. Nó mới mang lại một cái kết quả giống như mình mong muốn. Có nhiều người á là sử dụng, nghe cái này đẹp mua xong rồi về sử dụng chưa hết cái liệu trình, nghe người ta nói là cái kia đẹp quá, mua cũng xài. Như vậy thì mình sẽ không có một cái quá trình trải nghiệm và điều trị một cách thực sự và một cách gọi là chuẩn xác nhất để mình đem lại một kết quả của một cái sản phẩm. Vấn đề ở đây là anh muốn chia sẻ với cả quý vị rằng là khi mình sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào, mình đã chọn lựa thì mình phải chọn lựa ngay từ đầu. Và khi đã sử dụng nó thì phải sử dụng đúng cái quy trình của nó để mình lấy lại được cái kết quả như mình mong muốn. Đúng vậy, nó phải có thời gian. Đúng là như vậy chứ không nghĩ rằng là ôi sao tôi uống cái này 3 tháng chưa hết một liệu trình mà bảo là tôi không... Không, vấn đề là quý vị hãy phải sử dụng đúng với cái liệu trình của nó thì nó mới mang lại một cái kết quả. Đúng vậy. Rồi, Đồng Nam Tâm rất là cảm ơn những lời chia sẻ của Emmy. Những cái điều mà Emmy chia sẻ thì ngày hôm nay Đồng Nam Tâm cũng sẽ giới thiệu đến Emmy cũng như tất cả quý bạn bè thân hữu gần xa. Trước mặt Đồng Nam Tâm đây và sau lưng thì quý vị đang thấy rồi, thương hiệu Richita Bihaku là một thương hiệu trắng da trị nám chống lão hóa đến từ Nhật Bản. Và giống như Emmy chia sẻ, người phụ nữ nào cũng có một cái thời gọi là cái thời vàng son, cái thời đẹp nhất. Rồi thời gian nào là sinh con, nào là công việc, nào là áp lực, nào là chết. Thì chúng ta tàn phai chút xíu đi, chứ không phải là người phụ nữ không được đẹp, mà là ai cũng đẹp hết. Vấn đề là chúng ta biết giữ gìn cái nhan sắc, cái sắc đẹp của chúng ta như thế nào. Thì những cái điều mà chúng ta không thể tránh khỏi đó là sự lão hóa của tự nhiên nè. Rồi áp lực công việc, rồi sinh con, thay đổi cái hormone, rồi cái khí hậu, cái môi trường, cái không khí, đó nó làm cho chúng ta, hoặc là những cái bữa ăn của chúng ta không có đảm bảo dưỡng chất thì nó cũng ảnh hưởng tới làn da của chúng ta. Thì ngày hôm nay với cuộc sống hối hả như vậy thì Richita Bihaku sẽ là một cái giải pháp, một người bạn không thể thiếu để chăm sóc cho quý vị từ bên trong lẫn bên ngoài. Sẵn đây thì Đồng Hành Tâm sẽ chia sẻ luôn cho Lê Anh cũng như là quý vị khán giả, những ai
đã biết cũng như là chưa biết nhiều về Rishita thì quý vị sẽ có cơ hội có một người bạn không thể thiếu đồng hành với vị, đó là thương hiệu Rishita Beer Co. Với công thức tiên tiến hiện đại, bên trong có viên uống thảo dược đẹp da bên trong. Bên ngoài quý vị có những sản, chúng tôi đang có những sản phẩm sữa rửa mặt, serum và kem. Đó, chỉ như vậy thôi, một liệu trình như vậy quý vị có thể sử dụng được từ 2 cho tới 3 tháng. Một bộ mỹ phẩm gồm có 4 sản phẩm. Thì quý vị có thể uống bên trong thôi, bên ngoài kết hợp như vậy. Thì Đồng Tâm tin chắc rằng một liệu trình thôi, không tốn quá nhiều thời gian. Giống như em My nói, có những sản phẩm uống 3-4 tháng không có tác dụng, không thấy tác dụng gì hết. Nhưng quý vị phải kiên nhẫn. Nhưng mà bây giờ thì xài Rishita thì quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là nhanh. Một tuần cho tới 3 tuần thôi. Đó là bộ phận chăm sóc khách hàng đã cho Đồng Hành Tâm biết. Và ngay bản thân Đồng Hành Tâm chia sẻ với những người thân, bạn bè thì đã biết được kết quả của sản phẩm này như thế nào. Một tuần, hai tuần, ba tuần thôi quý vị sẽ thấy làn da của mình thay đổi và nó đẹp hơn rất là nhiều. Một lát nữa Đồng Hành Tâm sẽ trình chiếu cho quý vị xem trong cái phần là người thật việc thật, thì Đồng Hành Tâm sẽ chiếu cho quý vị một chút nữa. Còn bây giờ thì Đồng Hành Tâm sẽ chia sẻ đến quý vị một sản phẩm, một set như vậy đó, có 4 loại thôi quý vị. Sữa rửa mặt, serum, kem và viên uống thảo dược đẹp da từ bên trong. Với viên uống thảo dược đẹp da thì quý vị chỉ cần uống mỗi ngày 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên, với những ai chưa bao giờ sử dụng. Thì quý vị uống mỗi viên sáng 2 viên, chiều 2 viên trước bữa ăn 30 phút giúp Đồng Hành Tâm. Phải uống đúng như vậy thì nó sẽ hiệu quả nhanh hơn. Đó, và hiện tại đang có một cái chương trình quà tặng hấp dẫn, đó là cái promotion. Đó, trong những cái giờ live của Đồng Hành Tâm như thế này, quý vị nhắn tin inbox cho Đồng Hành Tâm thì quý vị sẽ được hưởng những cái quà tặng hấp dẫn. Quý vị mua 3 sẽ được tặng 1, mua 3 sẽ được tặng 1, áp dụng cho tất cả các loại. Còn nếu quý vị mua trọn một set thì quý vị vẫn được tặng một lọ viên uống thảo dược đẹp da, hoặc quý vị có thể đổi qua một chai serum dạng sữa $139, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị. Và free shipping toàn quốc Hoa Kỳ, 2-3 ngày quý vị sẽ nhận được hàng, chỉ một cuộc điện thoại thôi. Còn nếu quý vị ở quốc tế, chúng tôi sẽ giảm giá cho quý vị, gọi là hỗ trợ cho quý vị 50% tiền cước phí. Thì quý vị cũng sẽ có ngay một bộ mỹ phẩm. Thương hiệu mỹ phẩm Rishita Bihaku, 100% sản xuất ở Nhật Bản và 100% sản xuất từ thảo dược thiên nhiên. Và đã đăng ký tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ để có thể nhập khẩu vào Hoa Kỳ và lưu hành khắp nơi trên thế giới. Cho nên quý vị hãy yên tâm về chất lượng Nhật Bản mà thông qua FDA của Hoa Kỳ quý vị nhé. Và cái test đầu tiên của Rishita khi mà trước khi sản phẩm này ra ngoài thị trường thì là cái test đó là cái test dị ứng. Chúng tôi phải đảm bảo không gây dị ứng cho tất cả các loại da và phù hợp được cho tất cả các loại da, cả nam lẫn nữ luôn quý vị nha. Cho nên quý vị hãy yên tâm mà sử dụng sản phẩm Rishita không thể thiếu như một người bạn để chăm sóc quý vị từ bên trong lẫn bên ngoài. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm hãy liên lạc với chúng tôi. Số điện thoại lúc nào cũng hiển thị trên màn hình. Đó, thì quý vị có thể gọi vào, chúng tôi sẽ chăm sóc cho quý vị thật tốt. Hoặc quý vị có thể vào trong trang web rishita.us, quý vị tìm hiểu mọi thông tin chi tiết ở trên đó quý vị nha. Rồi bây giờ thì Đồng Thanh Tâm hỏi thêm Emmy nữa. Thì Đồng Thanh Tâm có chưa, lúc mới gặp Emmy, Đồng Thanh Tâm chưa biết là Emmy là thuộc dạng da dầu hay là da khô. Cho nên Đồng Thanh Tâm gửi tặng cho Emmy một chai sữa rửa mặt để đi đường hay là đi máy bay đó, mà Emmy nói rằng là bị mất cái chai nước hoa hồng gì đó, cho nên là không có làm cái sạch cái mặt được. Cho nên Tâm đã gửi tặng cho Emmy một cái chai sữa rửa mặt để cô ấy có thể tẩy trang hoặc là làm sạch mặt mình để trang điểm make up nữa. Thì Emmy rửa được bao nhiêu lần rồi và cảm nhận như thế nào khi đã sử dụng cái loại đầu tiên của Rishita? Từ hôm qua tới hôm nay, đúng vậy, thì Amilan đã rửa mặt được 4 lần. Uh-huh. Và cái cảm nhận đầu tiên khi mà về tới hotel á, yes, là rửa cái mặt á, thì thấy là da nó rất là mượt. Da nó rất là mượt. Vì lý do là khi qua bên tới bên đây á, thì da của Amilan bị khô. Đúng rồi. Bị khô và bắt đầu là nó có những cái mốc trắng lên. Đó. Vì do là chắc là thời tiết nó thay đổi từ Việt Nam qua. Thì sau khi mà sử dụng trải nghiệm chỉ mới một cái sữa rửa mặt thôi, thì mình thấy rằng là cái da mặt của mình nó mượt và nó sạch. Nó mượt mà nó sạch nha quý vị. Chả thấy. Nhưng mà nói gì thì nói á, chưa có thấy họ như thế nào, nhưng mà thấy là da mặt Đồng Thanh Tâm là rất là đẹp và thích rồi đó. Đó. Tại vì
một chàng trai mà có một cái làn da mà trắng hồng mà bóng như thế này thì quả thật là hơi bị hiếm. Trắng hồng mà còn bóng nữa hả? Đúng rồi, có nghĩa là nó căng bóng, nó có một cái độ sáng. Tại vì da mặt của mỗi người á quý vị, khi mỗi người nhìn vào thì tự nhiên mình cảm thấy là cái da mặt nó sáng, thì nó như là mình có một cái độ ánh của cái da, giống như cái gương vậy đó. Dạ, thì mình biết rằng là cái da mình nó khỏe. Thì sao có nhiều người bảo là ôi sao nhìn mặt bạn sao thấy nó tối tăm quá. Không phải quý vị, đó là do cái da đã mất dần cái độ đàn hồi và mất dần cái độ sáng. Nó làm ánh cái gương mặt của mình lên. Đó, thì khi mà mình nhìn vô một cái khuôn mặt á, mình cảm thấy ô khuôn mặt của họ sao mà nó có một cái ánh gì đó, mình nhìn sao mà nó sáng quá, chắc người này sắp phát tài đây. Hay quá. Những cái kinh nghiệm này thì với những người làm business mà chuyên nghiệp như Amy thì rất là ấy. Và đặc biệt là một người là của phái đẹp nữa quý vị, cho nên là chia sẻ rất là nghe rất là logic, phải không quý vị? Thì Đồng Thanh Tâm đã đồng hành cùng với Risetta cũng được hơn 2 năm rồi. Và cũng bật mí luôn với Amy là Đồng Tâm chỉ sử dụng có hai loại thôi. Đó là sữa rửa mặt để làm sạch da, và đặc biệt cái sữa rửa mặt này nó giúp tẩy trang nữa. Nếu như mình không có dùng mà gọi là kem chống nắng á, mà mình chỉ trang điểm bình thường á, thì mình chỉ cần rửa mặt thôi là nó sạch hết tất cả. Wow. Là gọi là mình sạch da mặt mình luôn. Và cái viên uống này thì lúc đầu Đồng Thanh Tâm uống mỗi ngày 4 viên, mà uống chưa được một lọ nữa bắt đầu da thấy nó trắng nhiều quá. Thì có một số người bạn ở bên ngoài vui mới nói vui rằng á, con trai trắng quá thì cũng không có nên. Cho nên Đồng Thanh Tâm nói rằng sản phẩm Risetta không những trắng mà còn trắng hồng nữa. Cho nên là yên tâm đi, trắng hồng chứ không phải trắng bệt đâu, đừng có lo. Cho nên vì sao mà Amy thấy da mặt Tâm nó cứ hồng hồng là như vậy đó. Viên uống này thôi quý vị, phù hợp cả nam lẫn nữ luôn. Không chỉ vì phái đẹp như Amy đâu, Đồng Thanh Tâm và những anh chị em ca nghệ sĩ phái nam Đồng Thanh Tâm cũng chia sẻ hết. Hoặc những người bên ngoài cũng có những người rất là điệu đà và thích làm đẹp. Đó, và nói vui chút xíu này, nhìn lên màn hình này, Amy thấy là những hình ảnh này, là những công đoạn này, là những thước phim rất là quý hiếm. Amy chắc chưa bao giờ, Amy là người kinh doanh thì Amy biết rồi, đâu có một cái nhà sản xuất Nhật Bản nào mà cho phép mình quay những công đoạn khép kín của người ta, những cái dây chuyền sản xuất của người ta như vậy, đúng không? Kể cả những công thức rồi làm như thế nào từ cái gì đó, cho nên là có thể người ta sẽ không cho mình đâu. Nhưng mà Risetta Bihaku làm được điều này để cho, tức là để cho khách hàng có thể biết được nguồn gốc xuất xứ như làm sao, công đoạn sản xuất ra thế nào. Thì đây là những hình ảnh công đoạn tại nhà sản xuất Nhật Bản, 100% sản xuất từ trái cây, hoa quả, những sản phẩm toàn là thiên nhiên. Cho nên là chương trình âm nhạc Làm Đẹp lúc nào cũng có cái bài hát Sắc Đẹp Của Làn Da, do Đồng Thanh Tâm viết lời cho ca khúc này. Và nó đã thay Đồng Thanh Tâm nói lên hết về những cái sản phẩm này. Toàn là thiên nhiên, không có hóa chất, chỉ toàn là thiên nhiên. Đó, cho nên là sắp tới thì công ty Risetta cũng sẽ có một cái chương trình thực tế Risetta Show với chủ đề là Sắc Đẹp Của Làn Da, sẽ tổ chức 3 tháng một lần tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Và tất cả những anh chị em nghệ sĩ tham gia trong cái show đó đều là những người của đại gia đình Risetta. Thì mời Amy có thể nhìn lên trên màn ảnh đó, và cùng tất cả bạn bè đang xem chương trình này thì quý vị đang thấy một cái chương trình, một cái poster rất là đẹp. Đó, Risetta Show với chủ đề Sắc Đẹp Của Làn Da, tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, nghĩa là chúng ta đón New Year xong là sau 11 ngày là chúng ta sẽ đến mở màn cho một năm mới đầy may mắn. Thì cái poster nhìn rất là màu sắc, rất là gọi là đẹp. Và ban nhạc thì là ban nhạc Trung Can, và có anh Trung Nghĩa 10 ngón tay vàng của giới nghệ sĩ chúng ta nữa. Và hai người dẫn chương trình thì rất là dễ thương, đẹp đôi, đó là anh Công Thành và chị Clean. Wow. Đó, sẽ hấp dẫn từ mở màn từ 9 giờ cho tới 2 giờ sáng. Quý vị có thể mua vé tại trụ sở chính của Risetta tại 5950 Live Oak Parkway. Đó, quý vị hãy liên lạc với anh Quý Nguyễn số điện thoại 770-778-1333. Đó, quý vị đặt vé để có một cái chỗ. Chỗ này thì rất là ấm áp, có ban nhạc chơi Iho ở Atlanta thì rất là nhiều người đã biết đến rồi. Một cái không gian tổ chức ngày hôm đó quý vị sẽ đến sẽ cháy cùng với Risetta. Và đặc biệt ngày hôm đó nếu quý vị đến xem show sẽ có cơ hội được tặng phẩm rất là nhiều, những cái tặng phẩm của Risetta giá trị, những cái promotion đặc biệt chỉ có trong đêm của Risetta Show với chủ đề Sắc Đẹp Của Làn Da thôi. Không biết là ngày đó Amy đang ở đâu nhỉ?
đâu check check lịch của mình chút xíu thử coi 11 tháng 1 2020. Chắc là phải check và phải có mặt quá. Nghe nghe quảng cáo cái này thì hấp dẫn quá. Đó, có câu hỏi gì hay không? Muốn hỏi. Rồi, tại vì Lê Anh hỏi là hỏi luôn cho tất cả các bạn của mình. Đúng vậy. Ở Việt Nam đang xem cái show này. Rồi. Để cho tất cả mọi người mình có thể hiểu được rằng là một cái lọ như thế này yes. thì mình sẽ uống trong vòng bao lâu? Nếu mà những người nào mới uống lần đầu thì sẽ uống một tháng. Là một ngày mỗi 4 ngày 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên và nhớ uống trước bữa ăn giúp đồng thanh tâm từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Uống trước như vậy. Em ơi có biết vì sao mà phải uống trước không? Có thắc mắc không? Cũng đang hỏi rằng là về vấn đề nếu như mà mình uống trước như vậy thì bụng dạ dày đói thì như thế nào? À, rồi, đây là một điều mà rất là nhiều người đã hỏi đồng thanh tâm. Thông thường thì em ơi biết là khi mà bác sĩ chúng ta đi bác sĩ, chúng ta uống thuốc thì bác sĩ hay dặn chúng ta là ăn no rồi hãy uống nha. Nhưng tại sao lại là mình uống thuốc đẹp da lại uống bụng đói? Thì đồng tâm thưa luôn quý vị, tất cả là thiên nhiên, nó là thảo dược, nó là hoa quả trái cây, những vitamin nó chỉ làm giúp cho da chúng ta làm đẹp da, ta tái tạo da từ bên trong. Cho nên khi chúng ta ăn vào thì nó sẽ trộn lẫn vào thức ăn, nó sẽ không có hấp thụ, cơ thể chúng ta không hấp thụ mà nó phải đào thải bớt theo thức ăn. Cho nên là nó không có hoàn toàn. Cho nên chỉ đơn giản rằng uống lúc bụng đói thì nó sẽ thẩm thấu nhiều hơn và cơ thể chúng ta hấp thụ được nhiều hơn. Nó chỉ là vitamin thôi, nó không có chemical, không quá chất, cho nên không ảnh hưởng tới bao tử. Và nó không có liên quan gì đến, nó không có ảnh hưởng đến các loại thuốc khác. Khi mình uống trước hoặc mình uống sau, nó không ảnh hưởng tới các thuốc điều trị khác. Cho nên khi chúng ta đang điều trị bệnh gì đó, chúng ta cũng có thể uống với cái viên uống thảo dược này. Cho nên chúng ta được uống lúc bụng đói. Đó, cho nên là tốt. Thì một câu hỏi nữa là anh muốn rồi. Hỏi rằng là sẽ sử dụng bắt đầu từ độ tuổi nào? À, độ tuổi nào? Rồi, một câu hỏi này cũng rất là hay. Cảm ơn Amy. Rất là nhiều người nghĩ là mỹ phẩm sẽ dành cho nữ. Không, đẹp da, làm đẹp da thì da của nam nữ cũng là da. Cho nên ai cũng có thể dùng được và độ tuổi nào cũng có thể dùng được. Nếu chúng ta còn trẻ thì cái làn da chúng ta chưa bị lão hóa nhiều thì nó làm da chúng ta đẹp hơn mà thôi. Còn nếu khi chúng ta đã trên 30, 40, 50, 60, 70 rồi thì cái sự lão hóa nó nhiều rồi thì nó sẽ giúp gọi là bổ sung vitamin cho da thì nó tái tạo da lại thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn những người còn trẻ mà dùng cái này. Cho nên là độ tuổi nào cũng dùng được hết. Và hỏi cho kỹ rồi, cái hỏi thoải cái đi, tính Amy. Và cái thói quen cầu của Amilan á là khi là Amilan sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào cũng phải tìm hiểu cho thật là kỹ. Rồi. Dạ. Thì với một cái bộ như thế này thì mình có phân biệt rằng là da nào dùng bộ nào hay không? À, hiện tại thì để cho mọi người dễ dàng sử dụng thì công ty vẫn chia ra hai set. Set thứ nhất dành cho da khô, da nhạy cảm, da bình thường. Set thứ hai da dầu và da bình thường. Nhưng tất cả các sản phẩm này phù hợp với tất cả các loại da. Nhưng chỉ phân biệt ra như vậy để cho dễ, cho mọi người dễ sử dụng. Thì set thứ nhất và set thứ hai nó có giá chênh lệch nhau, nó khác nhau chỉ ở một cái lọ kem mà thôi. Đó là cái set mà dành cho da khô á. Thì nó ngoài những cái dưỡng chất bên trong đó thì nó công ty còn ép thêm nữa những thành phần như là vitamin B6 bổ sung thêm đó. Nữa. Cho nên là cái lọ beauty cream đó nó đặc biệt dành cho da khô và nó có những cái chất moisturize, tức là giữ cho da được độ ẩm và làm hồng da. Cho nên là nó mắc hơn cái lọ kem dành cho bộ da dầu, mắc hơn cái lọ kem gì chữa giữa hai cái lọ kem này thôi. Một lọ 179 và một lọ 225 đô la mắc hơn 46 đồng. Cho nên vì sao có giá một bộ da khô 542 và một bộ dành cho da dầu 496 là như vậy. Còn ngoài ra thì Rishita dùng được cho tất cả các loại da. Mà mình chia như vậy để cho mọi người dễ sử dụng giữa cái serum dạng sữa thì nó phù hợp hơn với những người có làn da khô như Amy. Hoặc là thời tiết nó làm da chúng ta khô, rồi khi mà chúng ta qua lại mùa hè, làn da chúng ta nó đổ dầu thì chúng ta đổi lại chúng ta xài serum và xài cream. Còn khi chúng ta khô thì chúng ta dùng beauty cream và serum dạng sữa có tên là Clear Milk. Nó như vậy thôi, nó không có gì khó hết. Cho nên là mọi người cứ gọi điện về thì công ty sẽ hướng dẫn cho quý vị cụ thể để quý vị yên tâm mà sử dụng phù hợp với da của mình để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Tuyệt vời quá phải không quý vị? Rồi còn cái gì hỏi nữa thì cứ hỏi đi nha, lâu lâu mới gặp nhau một lần. Nửa vòng trái đất lần đầu tâm quên giới thiệu rằng Amy sinh sống và làm việc nhiều hơn
ở Việt Nam quý vị. Đi Mỹ thì chỉ là đi công tác, đi công việc, và không chỉ đi Mỹ đâu. Em có thể chia sẻ chút xíu về cái lịch trình bay như chim của mình. Dự án sắp tới nữa nè, đi Nhật, đi gì đó. Chia sẻ luôn đi. Thực ra thì cái lịch trình vì Amy Lan làm một cái công tác là kết nối phát triển thương hiệu. Cho nên là khi mà Amy đã đụng tới cái thương hiệu nào là mình phải tìm cho tận gốc, tận ngọn. Để mà mình chia sẻ với tất cả quý vị nó có một cái phần chính xác hơn và nó mang lại một cái hiệu quả. Thì ngày hôm nay đó, thì khi mà được Đồng Thanh Tâm mời vào cái show này á, thì Amy Lan cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Khi mà tới Mỹ thì không nghĩ rằng là mình sẽ được gặp tất cả quý vị khán giả thông qua cái kênh làm đẹp như thế này. Rất là cảm ơn Đồng Thanh Tâm. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa là Amy Lan đã mở rộng tầm mắt hơn, là mình đã tìm thấy một cái sản phẩm mà nó rất thích hợp với tất cả chị em phụ nữ nói chung và những người phụ nữ tuổi trung niên như Amy Lan là rất là cần về những cái này. Và đặc biệt Amy Lan cảm thấy rằng là ngoài cái việc mình chăm sóc ở bên ngoài đó, thì bên trong là một điều rất cần thiết. Tại vì lúc nào mình làm điều gì mình cũng cần phải có hai chiều. Bên trong cơ thể mình nó khỏe đó, và nó được bổ sung nhiều cái vitamin đó quý vị, thì nó sẽ làm cho tất cả các tế bào bên trong của cơ thể mình nó phát triển và nó làm mới, và nó bổ sung ra bên ngoài. Cơ thể mình khỏe thì bên ngoài mình mới biểu hiện được là nó rất là tốt. Vì sao nói ôi da mặt rất là hồng hào là cơ thể họ rất khỏe chứ không hẳn rằng là mình chỉ sử dụng không mà mình cho rằng là da của mình nó tốt. Không, đối với Amy Lê Anh thì cái gì nó cũng phải có hai chiều, mình phải chăm sóc từ bên trong lẫn bên ngoài. Thì Amy Lan cảm thấy rằng đây là một cái bộ sản phẩm mà Lan nghĩ rằng là nó rất là cần thiết. Và Amy Lan sẽ chia sẻ cái dòng sản phẩm này với tất cả các bạn diễn của Amy Lan tại Việt Nam. Vì tất cả mọi người chúng ta đều cần chăm sóc cái làn da của mình. Vì đối với Amy Lan á, cái sắc đẹp ở bên ngoài nó chiếm 50% sự thành công của tất cả quý vị. Vì không ai muốn làm việc với một người mà trông già nuôi và xấu xí cả. Cái ấn tượng khi mà mình gặp nhau á, mình thấy là một chàng trai, một cô gái có một cái dung nhan mỹ miều, có một cái làn da đẹp và một cái cách ăn mặc nó tươm tất, thì mình sẽ chiếm 50% cái ấn tượng tốt ở ban đầu. Và tiếp đó là mình sẽ làm việc với cái người đó có lâu dài nữa hay không, và nó thân thiện hay không, có friendship hay không. Đúng vậy. Thì Amy Lan nghĩ rằng là những người bạn của Amy Lan sau cái show ngày hôm nay thì sẽ cùng với Lan tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm này một thời gian đúng như cái liệu trình của Regina đưa ra. Thì hy vọng rằng là Amy Lan cũng có cái làn da đẹp như Tâm. Chứ ngồi đây là thấy da Amy Lan không đẹp bằng Tâm rồi đó. Không, chắc là chắn sẽ đẹp hơn Tâm nữa. Tại vì Tâm dùng có hai loại thôi. Amy dùng chọn như vậy thì Amy sẽ đẹp hơn Tâm. Chắc chắn điều đó. Hy vọng là như vậy. Và hiện tại bây giờ Amy Lan muốn hỏi Tâm rằng là cái sản phẩm này hiện tại nó đã có mặt ở Việt Nam chưa? Trước đây thì Đồng Anh Tâm cũng có chia sẻ với một vài người bạn là nghệ sĩ thì cũng đã dùng và cũng có giới thiệu cho bạn bè, cũng có gửi về Việt Nam, thì cũng có một vài đối tác là mua gửi về và dùng, chứ hiện tại thì vẫn chưa có một cái nhà phân phối nào chính thức ở Việt Nam cả. Cho nên là hy vọng ngày hôm nay có mặt của đại sứ gọi là kết nối thương hiệu như Amy, thì hy vọng là Amy sẽ thử sản phẩm này, trải nghiệm sản phẩm này, và nếu mà Amy đóng mộc được với chính Amy thì Tâm tin chắc rằng những đối tác, những bạn bè, những cái ở Việt Nam chắc chắn sẽ tìm Amy để sở hữu và đồng hành cùng với một thương hiệu mà uy tín, mà được Amy gọi là hết lời khen ngợi. Đồng Tâm tin chắc điều đó. Có vẻ như đây sẽ là một cái sản phẩm mà phát triển ở thị trường Việt Nam là rất là tốt trong tương lai đây quý vị. Ở Việt Nam, những người bạn của Amy Lê Anh có ai có suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ mang cái sản phẩm này về Việt Nam không? Nếu như mà tất cả những người bạn của Amy Lê Anh đang xem cái show này có ý định muốn trải nghiệm thì inbox ngay cho Amy Lê Anh. Amy Lê Anh sẽ mang về Việt Nam cho các bạn sử dụng. Và hãy suy nghĩ xem mình có thể chia sẻ và nhân rộng cái sản phẩm này ở Việt Nam cho tất cả mọi người đều sử dụng. Và đây cũng là một cái kênh business thưa quý vị. Đúng không nào? Đúng vậy.
Thì cái công việc của Amilan đó là một cái công việc kết nối. Thì hy vọng rằng sau cái chương trình này, Amilan sẽ nhận được inbox từ tất cả các bạn để trải nghiệm cái sản phẩm này cùng với Amilan, là một cái nhân chứng sống để cùng trải nghiệm với tất cả quý vị. Chúng đúng ta cùng rồi. đẹp cùng nhau. Để kiểm chứng xem coi Đồng Hành Tâm nói có đúng hay không nữa, đúng và không? Và hy vọng rằng là Amilan sẽ mang thêm được nhiều phụ nữ đẹp đã dùng cái sản phẩm Rigita này qua đây để cùng feedback với công ty. Hãng và rồi, với công ty. Tâm cũng rất mong những cái điều mà Lê Anh nói sẽ trở thành hiện thực trong nay mai thôi quý vị. Nãy giờ mình cũng nghe nhiều thông tin rồi, cũng đang ngồi suy nghĩ xem là mình còn thắc mắc nào nữa không cho cái việc quyết định rằng là mình sẽ chuyển sang dùng Rigita. Rất nhiều người khi đã dùng Rigita rồi là không muốn dùng thương hiệu nào khác. Đây là Đồng Hành Tâm, phải một lát nữa Đồng Hành Tâm sẽ cho Emmy xem người thật việc thật nó sẽ như thế nào, kiểm chứng dùng Đồng Hành Tâm. Emmy sẽ là một trong những người kiểm chứng dùng Đồng Hành Tâm. Đây, xuất hiện liền rồi đây. Đây là chị Quỳnh Lê, một người chị mà Đồng Hành Tâm gặp chị lần đầu hơi ngại vì chị cho xem cái hình của chị trước khi mà chị cho xem cái gương mặt bây giờ. Thì Emmy thấy không? Bên đó chưa dùng Rigita. Chính giữa, hình chính giữa là đã dùng một thời gian. Và hiện tại bây giờ cái hình đang cầm túi và nụ cười với đeo mắt kiến đó là Đồng Hành Tâm chụp cho chị ấy ngay tại trụ sở chính của công ty mình, ngay đây trước cửa này đây. Đó, bây giờ mình lắng nghe chị chia sẻ nha Emmy. Hiện tại thì Đồng Hành Tâm đang có mặt tại trụ sở chính của công ty Rigita Bihaku tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ. Đó, và rất là may lại lần thứ hai lại gặp chị Quỳnh Lê tại đây. Và chị Quỳnh Lê là một trong những khách hàng rất là thân thuộc của Rigita Bihaku. Chị đã sử dụng sản phẩm cũng khá lâu rồi chị Quỳnh Lê ha. Và được sự chăm sóc của Rigita thì em muốn lắng nghe chị chia sẻ về sự trải nghiệm khi sử dụng Rigita trong những tháng tiếp theo mà khi lúc trước Đồng Hành Tâm gặp lại chị. Ok. Dạ. Thì mình xài cái sản phẩm hầu như mình rất là ưa, rất là thích. Dạ. Và hầu như sau khi mình làm nói chuyện cái show trước thì dạ, nhiều người hỏi, bạn bè, rồi mình cũng giới thiệu, mình tuyên truyền ra. Dạ. Mình muốn cho mọi người tuyên truyền hơn nữa. Gọi là tuyên truyền á, chứ đừng giới thiệu mà phải tuyên truyền nhiều hơn nữa. Dạ. Để cho họ xài. Bởi vì cái sản phẩm rất là tốt nha các bạn. Mỗi lần mà xem lại cái clip phỏng vấn chị Quỳnh Lê là Đồng Hành Tâm cứ ngồi cứ cười suốt vậy đó. Tại vì chị vui lắm. Khi mà lúc trước á chị nói là chị buồn lắm khi mà chị cho coi tấm hình á, chứ nó chỉ buồn lắm. Còn bây giờ chị cười suốt à, bắt nhờ Đồng Hành Tâm phải chụp hình cho chị quá trời. Khi mà đến showroom, mỗi lần đến là mua hàng, rồi mua tặng bạn bè ở Việt Nam, rồi tặng ai đó kêu là bỏ hết những cái sản phẩm mỹ phẩm trước đây đi, dùng Rigita đi để được đẹp như tôi nè. Chị nói rằng là giảm 80% luôn. Wow. Good quá. Cho nên một điều rất là nhiệm màu khi mà chúng ta thấy không, gương mặt trước khi sử dụng và sau khi sử dụng một trời một vực luôn. Và chị cũng rất là gọi là đi nắng mà đưa nguyên cái mặt trần luôn. Rồi, bây giờ thì Đồng Hành Tâm muốn Emmy gửi tặng cho mọi người một bài hát, một mình Emmy hát nha. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ chút xíu nữa, rồi chúng ta sẽ hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Tại vì nãy giờ chúng ta nói chuyện quá hấp dẫn mà chúng ta đã trôi qua thời gian cũng khá là lâu rồi. Nếu mà sau cái show này tất cả quý vị mà muốn gặp lại Amilan vào tháng 1 thì quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng của Rigita. Nếu mà số lượng của Rigita lên tới 500 tới 1.000 sản phẩm được xuất ra sau cái chương trình ngày hôm nay thì tức là Amilan sẽ chính thức được mời tới cái show. Chắc chắn Đồng Hành Tâm sẽ 1. Book vé máy bay cho Emmy bay gấp qua liền, đi vé VIP luôn. Bắt đầu từ bây giờ là Amilan sẽ ngồi xem, đếm xem có ai đặt hàng đến với Rigita sau cái show ngày hôm nay hay không, để cho Amilan có cơ hội trở lại chia sẻ với các quý vị. Sau khi bắt đầu từ ngày hôm nay, Amilan sẽ sử dụng sản phẩm này và tháng 1 sẽ feedback lại với tất cả quý vị về cái sự trải nghiệm của Amilan sau cái show ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì mời Emmy chuẩn bị một cái bài hát nào đó để gửi tặng cho ông xã mình, cũng như là tất cả những bạn bè thân hữu khách hàng của Rigita đang theo dõi chương trình âm nhạc làm đẹp cùng với Đồng Hành Tâm và Emmy Lê Anh. Em đi chọn một bài hát nào đi. Thì
nhân dịp cái chuyến công tác này và được tới với công ty Digital Bihaku thì Amilan sẽ gửi tặng theo lời yêu cầu của Tâm và cũng như tất cả quý vị ở đây một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Bản Tình Cuối. Rồi, mời quý vị cùng lắng nghe Bản Tình Cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát này rất là hay quý vị. Chúng ta hãy cùng lắng nghe qua tiếng hát của nữ doanh nhân Amy Lê Anh. Mưa trăng sao đưa đến bên người, một lần gặp gỡ ngỡ như quen thuộc nào, một lần gặp gỡ như tình ngỡ xa xưa. Mây có bay và anh có hay, em ngại ngùng hồn em ngất ngây quá bao nhiêu năm tháng ơi. Một lần nào đó bước bên anh ầm ầm, một lần nào đó cho em biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho em yêu thương đã thấm cuộc đời. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. một ngày nào đó ta có thôi hết yêu.
một ngày nào đó ta có thôi hết yêu. Cảm ơn tất cả quý vị. Đây, đồng Thanh Tâm vỗ tay thay cho ông xã của em My Lê Anh. Và bây giờ đồng Thanh Tâm phải đọc lên những cái lời comment xen lẫn những trái tim bay bay dành cho em My. Anh xã của em My nhắn rằng chất vẫn còn chất lắm, hát vẫn còn tốt lắm bà xã ơi. Đó. Rồi anh Danh Võ thì nói là hay quá trời quá đất luôn. Rồi. Còn nữa nè. Bản tình cuối nghe say quên cả lối về. Đó, những cái lời đó và trái tim giờ này vẫn còn bay bay dành cho My. Kính thưa quý vị, một người đẹp ngày hôm nay Đồng Thanh Tâm nói đại diện cho phái đẹp, đẹp lẫn bên trong lẫn bên ngoài như là sản phẩm của Rishita vậy. Và hy vọng là cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Đồng Thanh Tâm và My Lê Anh ít nhiều sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều điều về sản phẩm làm đẹp, giống như là My có sự chia sẻ đó. Thời gian tới My sẽ mang sản phẩm này đến với rất là nhiều chị em phụ nữ nữa, không chỉ là ở Việt Nam. My là một người làm kinh doanh và một công việc của My là phải đi khắp nơi trên quả địa cầu này. Theo Đồng Thanh Tâm biết thì sắp tới My phải đi Nhật rồi đi Pháp, đi mỗi năm đi một nước các khối châu Âu, đúng không My? Thì hy vọng là My sẽ là một trong những nhân chứng sống tiếp theo trải nghiệm sản phẩm này và sẽ chia sẻ đến cho quý vị để kiểm chứng được sản phẩm này Đồng Thanh Tâm nói, những điều Đồng Thanh Tâm nói có đúng hay không, thì My là người sẽ trải nghiệm trong thời gian tới. Và với tiếng hát nồng nàn qua bản tình cuối vừa rồi thì Đồng Thanh Tâm tin chắc rằng tất cả những ekip đang làm chương trình cũng như những người thầm lặng phía sau của My hay là những khán giả của Âm Nhạc Và Làm Đẹp chắc chắn sẽ mong gặp lại My trong show ngày 11 tháng 1 2020 sắp tới. Và hy vọng là nếu đủ duyên thì chúng ta sẽ được chào đón nữ Hoa hậu Đại sứ Quý bà Việt Nam tại Mỹ. My Lê Anh sẽ góp mặt trong chương trình Âm Nhạc Rishita Show với chủ đề Sắc Đẹp Của Làn Da vào tháng 11, ngày 11 tháng 1 năm 2020 sau New Year 11 ngày. Đó, hình ảnh quý vị đang thấy poster đó. Thì quý vị có thể liên lạc với anh Quý Nguyễn để đặt chỗ, đặt vé nha quý vị. Tại vì vé cũng có giới hạn thôi. Cho nên quý vị hãy liên lạc khi xem được chương trình này. Số điện thoại của anh Quý Nguyễn là 770-778-1333 để xem chương trình vào tháng 1 của New Year. Còn quý vị có mọi thắc mắc gì hay muốn order sản phẩm thì inbox cho Facebook của Đồng Thanh Tâm hoặc gọi trực tiếp cho số điện thoại lúc nào cũng hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị vào trong trang richita.us, richita.us thì quý vị có thể tìm hiểu mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, có cả tiếng Việt và tiếng Anh luôn. Cho nên là quý vị có thể chia sẻ cho những người bạn bè của mình là người ngoại quốc. Nếu quý vị đang ở các nước mà phải dùng tiếng Anh nhiều thì quý vị giới thiệu cho người Mỹ trắng hay là người Anh, người Úc, người gì đó bằng tiếng Anh thì họ sẽ biết và sẽ đọc và sẽ đâu đó cảm ơn quý vị. Vì quý vị đã cho họ có được sự trải nghiệm một cái thương hiệu mà mang đến cái trả lại cho họ cái thanh xuân. Đã. Và sau cái chương trình ngày hôm nay, những người bạn của My Lê Anh mà chưa theo dõi hết toàn bộ cái chương trình này hoặc có những cái thắc mắc gì thì các bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với My Lê Anh. My Lê Anh sẽ chia sẻ lại với tất cả quý vị. Và một cái điều mà My mong muốn nhất là sau cái chương trình ngày hôm nay, sau khi mà My Lê Anh đến đây và hát thì những cái cuộc điện thoại gọi tới là book hàng và chia sẻ trải nghiệm cái sản phẩm này nó sẽ được tăng lên. Và cũng như rằng là quý vị book vé cho cái show của ngày 11 tháng 1 để cho My Lê Anh có cơ hội được quay trở lại đây gặp tất cả quý vị. Tâm cũng rất là hy vọng điều đó. Thì quý vị có thể thấy đó, hiện tại thì đang có 10 anh chị em nghệ sĩ và hai người dẫn chương trình rất là dễ thương, đó là anh Công Thành
một trong những người làm show rất là dễ thương và anh Quý Nguyễn President cũng là một fan hâm mộ của anh Công Thành luôn. Anh có một cái Công Thành show trên truyền hình SBTN 50 tiểu bang Hoa Kỳ vào lúc trước thì tối thứ ba, tối thứ năm, thứ tư gì đó. Động Tâm tự nhiên hôm nay quên cái thành như là tối thứ năm hàng tuần và bây giờ anh làm tối thứ năm hàng tuần đó. Có khoảng một tiếng rưỡi thôi mà rất là vui, và ngày nào thì anh Quý Nguyễn đi về cũng phải xem chương trình đó. Cho nên là chuyến này anh Công Thành sẽ là người dẫn chương trình, bên cạnh đó là một người bạn đời của anh, đó là nữ ca sĩ Clean. Nữ ca sĩ Clean thì chị là người Úc, chị sẽ hát cho mình nghe nhạc ngoại quốc đó. Còn những ca sĩ khác thì đến từ Việt Nam nè, rồi các tiểu bang khác đều là người của đại gia đình, đều là những người cộng tác cùng với Richita để mang đến cho tất cả mọi người, giới thiệu mọi người, tất cả những anh chị em nghệ sĩ đều là người của Richita hết đó. Hy vọng là Emmy một thời gian nữa biết đâu cũng sẽ là người, một thành viên quan trọng của Richita thì sao, mình đâu biết trước được điều gì, đúng không? Và đặc biệt là Ami Lan muốn nhắn tới tất cả những người bạn của Ami ở Việt Nam, hoặc là tất cả các khán giả ở Việt Nam đang theo dõi chương trình này qua Facebook của Ami Lan. Nếu muốn trải nghiệm sản phẩm này ngay lập tức thì đừng có ngần ngại liên hệ với Ami Lan. Ami Lan sẽ check care và cho tất cả quý vị mang cái sản phẩm này về Việt Nam cho tất cả quý vị trải nghiệm và dùng thử. Đừng ngần ngại. Sau chương trình này cứ hãy inbox cho Ami Lan qua Facebook, qua Zalo. Ami Lan sẽ gửi tận tay cái sản phẩm từ công ty tới tất cả quý vị bằng một cái chất lượng của công ty cam kết. Và cùng với Ami Lan là mình trải nghiệm cái sản phẩm này như một cái phương pháp để mà mình gìn giữ cái tuổi thanh xuân của mình. Rồi bây giờ thì Ami chọn một cái ca khúc nào đó để mình có thể song ca nhẹ nhàng, một cái bài nào đó để gửi tặng cho mọi người. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Sầu Tím Thiệp Hồng qua đôi song ca này nha. Rồi, xin mời. Nói một lời gì tỏ tình ta mến nhau, nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu, nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười làn môi xinh tuyệt. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi con đò và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn quên rồi lại thôi, nói ra em ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi ấm, đắng cay trong chỉ thấy thiếp hồng. Chiều tím không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe say dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiên đường. Chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy
sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Cảm ơn những trái tim rất là nhiều nha. Trái tim của ông xã của em My gửi nhiều lắm đó. Cảm ơn Mỹ Hạnh Nguyễn nè. Cảm ơn anh Danh Võ. Cảm ơn Richita đã gửi tặng cho em My rất là nhiều hoa hồng. Anh Danh Võ nói là mùi quá à ca sĩ ơi. Mùi quá rồi thì hãy ngủ thật ngon nhé. Anh Danh Võ cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình cùng với Đồng Thanh Tâm nha. Trước khi ngủ thì phải nhớ đánh Richita nha. Xúc kem Richita. Đúng nha. Rồi. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi ấm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng. Chiều tím không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho Tâm phải vỗ tay nữa nè, vỗ tay phụ cho rất là nhiều người kêu Đồng Thanh Tâm phải vỗ tay giùm. À, hồi nãy Emmy có nói rằng là trước khi ngủ là mọi người phải nhớ rửa mặt và sử dụng Richita đúng không? Thì anh Danh Võ nói là có làm chuyện ấy rồi. Rồi Mỹ Hạnh Nguyễn thì nói là em mới dùng sữa rửa mặt Richita xong nè, bài ruột của em luôn, hay quá là anh chị đẹp ơi. Thì những ai đang có sở hữu cho mình một bộ mỹ phẩm Richita thì trước khi ngủ thì làm chuyện ấy giống như anh Danh Võ hoặc là Mỹ Hạnh Nguyễn thôi. Còn những ai chưa có thì sao? Thì em mới nói đi. Hãy nhanh chóng đặt hàng và trải nghiệm Richita ngay từ giờ phút này. Vâng, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại lúc nào cũng hiển thị trên màn hình quý vị nhé. Đang có chương trình promotion Đồng Tâm nhắc lại một lần nữa. Mua chọn một set quý vị sẽ được tặng ngay một lọ viên uống thảo da, thảo dược đẹp da trị giá $120. Là quý vị có hai lọ viên uống, một lọ kem, một chai serum và một chai sữa rửa mặt trị giá $496 dành cho da dầu và $542 dành cho da khô. Một bộ mỹ phẩm dùng tới 3 tháng mới hết nha quý vị. Đó, còn nếu quý vị mua 3 thì quý vị sẽ được tặng 1 và áp dụng cho tất cả các sản phẩm của Richita. Mua 3 sẽ được tặng 1, đang có chương trình promotion như vậy. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại lúc nào cũng hiển thị trên mình, hoặc inbox cho Đồng Thanh Tâm, hoặc có thể liên lạc với Amy, Amy sẽ chia sẻ cho quý vị cũng được quý vị nha. Rồi, một lần nữa thì Đồng Thanh Tâm rất là cảm ơn Amy đã đến với thành phố Atlanta, đến với trụ sở chính của Richita để có thể trải nghiệm được một bộ mỹ phẩm này. Và biết đâu, thông qua Amy sẽ giúp được rất là nhiều chị em phụ nữ khác nữa. Và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo. Và hy vọng là những ai đang xem chương trình này hãy gọi ngay cho anh Quý Nguyễn để đặt vé để xem cái show lần đầu tiên mà tổ chức cái chương trình Richita Show với chủ đề là sắc đẹp của làn da, với sự quy tụ của rất là nhiều ca sĩ của đại gia đình Richita quý vị đang thấy trên màn hình đó. Ngày 11 tháng 1 năm 2020 sau New Year 11 ngày.
quý vị hãy liên lạc ngay với anh Quý Nguyễn qua số điện thoại 770-778-1333, hoặc quý vị có thể đến ngay showroom của Richita tại 5950 Live Off Parkway gần khu chợ Hồng Kông 2. Hãy liên lạc với chúng tôi nha, 770-778-1333. Đó, rồi giờ đây thì mời em My gửi lời chào một lần nữa. Chúc mọi người ngủ ngon đi, chúc anh xã làm sao đó. Chắc chắn rằng là sau chương trình này là Amelia Anh sẽ ngay đêm vào hôm nay, yes. Amelia Anh sẽ sử dụng cái bộ sản phẩm này. Và một lần nữa Amelia Anh nhắc lại với tất cả quý vị là chúng ta hãy làm đẹp, nghiêm túc và đừng chần chờ khi chúng ta có một cái cơ hội để trẻ hóa làn da và duy trì cái tuổi thanh xuân của mình. Quý vị hãy nhanh chóng tìm đến Rigita cũng giống như Amelia Anh nhé. Và một lần nữa Amelia Anh xin cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ với Amelia Anh cũng như Đồng Thanh Tâm trong suốt cái show này và lắng nghe Amelia Anh hát. Xin được gửi lời cảm ơn tất cả rất nhiều và xin được hẹn gặp lại và chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Rồi, cảm ơn Amelia Anh và Đồng Thanh Tâm, cũng không quên cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng với Rigita Show với chủ đề âm nhạc và làm đẹp. Đồng Thanh Tâm và Amelia Anh và ekip thực hiện chương trình chúc quý vị ngủ ngon, chúc quý vị ngày mới thật là vui vẻ ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ ngủ ngon. Và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo. Xin chào!